Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào tối ngày thứ Năm 22 tháng 12 2016, tại hội trường Nhật báo Việt báo thành phố Westminster miền Nam California, Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam Cali đã tổ chức buổi họp báo về hội xuân Tết Đinh Dậu 2017 với sự tham dự các đại diện hội đoàn và giới truyền thông báo chí. Sau nghi thức khai mạc, em Phương Quỳnh, trưởng ban tổ chức, đã ngỏ lời với quan khách. Em là trưởng ban tổ chức cho hội Tết sinh viên năm 2017 lần thứ 36 với chủ đề là Xuân Thanh Bình, bằng tiếng Anh là Spring of Harmony. Em muốn cảm ơn quý vị đã tới tham gia cho cái buổi họp báo của tụi em tối nay. Và sau khi giới thiệu các trưởng ban của hội xuân, Phương Quỳnh đã cho biết địa điểm tổ chức. So năm nay hội Tết sinh viên sẽ tổ chức ở OC Fair Event Center như năm ngoái, địa chỉ là 88 Fair Drive, thành phố Costa Mesa 92626. Nếu quý vị muốn direction thì xin gọi số điện thoại của các em sẽ chỉ đường cho các quý vị đi. Kế đến em Emmerich Đoàn đã giới thiệu về làng Việt Nam trong hội xuân năm nay. Chủ đề của làng văn hóa Việt Nam năm nay là đất lợi sông núi. Mình sẽ có 3 buổi lễ trong vào 3 ngày của hội Tết sinh viên. Thứ sáu mình sẽ có lễ rước lễ dựng nêu và lễ rước thành hoàng. Sẽ bắt đầu ở trong làng Việt Nam ở 5 giờ chiều. Thứ bảy mình sẽ có lễ khai mạc và lễ rước chùa tổ 12 giờ trưa, sẽ bắt đầu 12 giờ trưa ngày thứ bảy. Và chủ nhật mình sẽ có đám cưới đầu xuân, sẽ bắt đầu 1 giờ trưa buổi ngày chủ nhật. Năm nay mình sẽ chú trọng về gắn và mình sẽ sẽ có nhiều mô hình về về phố Sài Gòn, về Thủy Khoa. Năm nay mình sẽ có một số nhà, sẽ có nhà lá và sẽ có nhà sàn. Mình sẽ cũng có một quán nhậu, quán cà phê, quán uống trà, một chợ làng. Và mình sẽ tổ chức cuộc thi ăn bánh tét và cuộc thi ăn hộp vịt lộn. Tiếp theo, em Dương Nguyễn đã nói về những cuộc thi trong 3 ngày hội xuân. Năm nay thì là sẽ có 3 cái cuộc thi trở lại từ năm ngoái. Thứ nhất là cuộc thi trống hoa, nó sẽ vào ngày thứ bảy ở về miền Nam. Cuộc thi thứ hai là cuộc thi cho em thi vút đẹp và tài năng. Năm nay thì bọn em sẽ đổi cái cuộc thi đó từ sân khấu chính cho qua bên cái sân khấu của ngày miền Nam luôn ạ. Tại vì bọn em thấy là những cái trẻ em thì là thấy cái sân khấu chính nó bự quá cho nên muốn qua một sân khấu nhỏ hơn để cho mấy trẻ em cho nó dễ cho nó hơn. Cuộc thi ăn phở thì là cả 3 vòng cũng sẽ ở lại miền Nam, hai vòng để mình đi thi vô trong cái vòng cuối cùng, vòng vô địch. Hôm nay cũng sẽ có hai cái cuộc thi mới, một cuộc thi là cuộc thi chụp hình, cuộc thi số 5 là cuộc thi nhảy hip hop. Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo của ban tổ chức hội xuân Tết Đinh Dậu 2017 do Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam Cali tổ chức. Sau đó các em còn giới thiệu thêm những tiết mục khác trong 3 ngày hội xuân, từ ngày thứ Sáu 27 tới Chủ nhật 29 tháng 1 2017, cũng như giải đáp những câu hỏi của giới truyền thông và quan khách tham dự. Và nếu muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc qua số điện thoại 714-890-1418, 714-890-1418. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.